Kỹ sự hướng về miền Trung chung tay cứu trợ lũ lụt. Miền Trung lũ lụt khắp nơi, chìm trong biển nước cất lời kêu than. Lũ về nhà cửa tan hoang, khắp nơi chỉ thấy ngập tràn nước thôi. Nhắc đến miền Trung, người ta không thể không nghĩ đến một dải đất hẹp, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Khi thì nắng chang chang, lúc thì mưa tầm tã, bão lũ nối nhau hoành hành. Quả thật miền Trung là nơi xảy ra bão lụt nhiều nhất trong tất cả các vùng trong cả nước. Mỗi trận lũ qua đi ở miền Trung đều để lại cảnh sơ sát tiêu điều, nhà cửa bị tàn phá, các phương tiện sinh sống của con người cũng bị cuốn trôi. Và năm nay, miền Trung một lần nữa phải chịu đựng trận lũ lớn nhất trong lịch sử. Gần một tháng nay, nước dâng cao ở nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, vân vân. Nhiều nơi ngập đến tận mái nhà, đời sống người dân bị tàn phá nặng nề, gây thiệt hại lớn về người và của. Người dân rơi vào cảnh khốn cùng, tiến thoái lưỡng nan, bị mắc kẹt ở vùng lũ không di chuyển được. Môi trường sinh thái cũng bị phá hủy nghiêm trọng do nước lũ. Nhiều nhà cửa ở các vùng trũng thấp bị cuốn trôi, những nơi khác thì nhà cửa bị tốc mái, bị sập. Động vật và hoa màu bị tàn phá nặng nề và trôi theo dòng lũ không còn lại gì. Nhiều lương thực tích trữ cũng bị hư hại, người dân mất hết tài sản, rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, phải đợi người đến cứu trợ. Xót xa đau lòng hơn nữa, đó chính là có nhiều người đã thiệt mạng vì những cơn bão lũ vừa qua. Đại sư Ấn Quang nói, trộm nghĩ thế giới vốn bình yên, do tình kiến khác biệt mà thành rối loạn. Lòng trời vốn từ thiện, do sự ác của chúng sanh chiêu cảm nên thiên tai nhân họa thường giáng xuống. Do vậy, đao binh, bão lụt, hạn hán, đói kém, tập dịch liên tiếp xảy ra, khiến bao người phải tan nhà nát cửa, tử biệt sinh ly, thật vô cùng đau đớn. Tất cả cũng là do nghiệp lực vay trả báo đền. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng nói, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Nghĩa là họa phước không có cửa mà do con người chiêu cảm đến, sự báo ứng của thiện ác như bóng đi theo hình. Quả thật, muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Kìa trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Trong những ngày vừa qua, ở những vùng tâm lũ, mưa như thác đổ xuống từ trời, mưa kéo nhau trút xuống, rầm rầm trên mái nhà, ngọn cây, cây cối đổ nghiêng ngả theo chiều gió, ào ào mưa, trắng xóa mưa, nối nhau không dứt. Mưa dữ dội và dày đặc đến mức người đứng cách nhau vài mét không nhìn rõ mặt. Sau đó nước ở thượng nguồn ào ạt đổ xuống, nước sông, suối, ao và hồ dâng cao. Tiếng rào rào của nước mưa cộng với tiếng nước chảy tràn về thật kinh khủng. Nước tràn từ các cống rãnh và mương lên các con đường, nước tràn vào từng thôn xóm làng mạc, đồng ruộng ngập nước trắng xóa. Nước bắt đầu ngập vào từng nhà, lội đầu gối. Dù nhà mọi người đều được xây trên những vùng đất cao, gió liên tục thổi, mưa không ngừng rơi, nước tiếp tục dâng cao. Lượng mưa trút xuống vượt ngưỡng cơn đại hồng thủy ở miền Trung năm 1999, hơn hẳn những trận lũ lụt kinh hoàng trong lịch sử của vùng đất này. Lũ to quá sao mà chua chát chát, biết bao công ruột nát lòng đau. Vườn cây ao cá xanh màu, mà nay mắt trắng cọng rau không còn. Trời giáng họa xuống lần này là lớn nhất. Tổ sư Ấn Quang nói, thứ thiên tai nhân họa này đều do mọi người chẳng nói tới nhân quả báo ứng, đến nỗi trở thành tình thế phế kinh điển, phế luân thường. Tình người như nước,
lễ pháp như đê, phá trừ lễ giáo đến nỗi con người đâm ra chẳng bằng cầm thú, cho nên mới thành tình thế đê đập đều vỡ, nước lũ chảy tràn lan. Hãy nên gấp rút dạy gia quyến, thân bằng đang trong thời thế nguy hiểm này, chỉ nên chuyên tâm niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, để cầu được ngầm che chở thì tai nạn gì cũng tiêu trừ. Ngài cũng thường nói, quan suốt đời chẳng dùng tiền sai quấy, quan hệ có tiền bèn dùng ngay, hoặc là dùng để in kinh sách, hoặc để cứu trợ tai nạn, giúp kẻ ngặt nghèo, chẳng để lại gì hồng kỷ niệm sau khi mất, trừ quần áo bản thân đang mặc ra, đều dùng làm chuyện công ích. Noi theo gương của tổ sư Ấn Quang, sư phụ Đại Đức Thích Giác Nhàn cùng Tịnh Thất Quan Âm và quý Phật tử đã viện trợ cứu tế cho đồng bào miền Trung liên tục gần một tháng nay. Theo sự chỉ đạo từ xa của sư phụ, các cô chú Phật tử hết mình, nhiệt tình lăn xả hy sinh. Hôm nay thì tiếp tế chỗ này, ngày mai đi viện trợ nơi khác. Những phần quà được đưa đến tận tay hàng ngàn gia đình như là gạo, mì gói, sữa, đường, bánh mì, lương khô, rong biển, bánh chưng, hạt nêm, bột ngọt, muối, nước tương, dầu ăn, nước mắm, nước lọc, quần áo, chăn mền, áo ấm, xà bông tắm, dầu gội đầu, kem đánh răng, dầu xanh, đèn pin, áo phao, vở, viết, đồ dùng học sinh, bánh kẹo, rau củ quả v.v. cũng như những tấm tôn để lợp lại các căn nhà bị tốc mái. Hơn thế nữa, sư phụ đã cùng với quý thầy, quý chú tại Tịnh Thất Quan Âm và một số Phật tử đích thân đi ra miền Trung để cứu trợ người dân, cũng như cúng dường trai tăng tại Bình Định và Huế, để hồi hướng cho người dân bị khổ nạn, cũng như cầu cho thiên tai lũ lụt được sớm tiêu trừ. Vừa qua, đoàn cứu trợ Tịnh Thất Quan Âm do sư phụ làm trưởng đoàn cùng chư tăng và Phật tử khởi hành vào sáng ngày thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020, hướng ra miền Trung. Trên đường đi mưa liên tục rất lớn nên xe không thể chạy nhanh. Cho đến khoảng 6 giờ đêm thì đoàn mới đến khách sạn Latview tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cô chủ khách sạn là một Phật tử thuần thành. Cô phát tâm cúng dường tất cả các chi phí ăn uống, chỗ ở cho đoàn. Tại tầng cao nhất của khách sạn, cô có thiết lập một phòng lớn thờ Phật rất trang nghiêm. Cô nói mỗi ngày cô và mấy chị em đều tụng kinh niệm Phật nơi đây. Cô rất hoan hỷ khi thấy sư phụ cùng quý thầy, quý chú và Phật tử đến đây. Cô tiếp đãi mọi người rất nồng hậu, giúp đỡ rất nhiệt tình và lo lắng rất chu đáo. Sau khi dùng cơm tối xong thì mọi người về phòng nghỉ ngơi. Đêm đó bên ngoài gió rất mạnh. Hôm sau lúc 4 giờ sáng, sư phụ cùng chư tăng và quý Phật tử lên phòng thờ Phật của khách sạn để công phu trì chú Đại Bi, lạy Bồ Tát Quan Thế Âm, hồi hướng cầu nguyện cho người miền Trung sớm được tai qua nạn khỏi, cũng như thiên tai dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Sau khi dùng sáng xong, đoàn dự định phát quà từ thiện cho những gia đình trong vùng lũ, phát quà cho những gia đình bị tốc mái và thăm những gia đình có người chết trong trận bão vừa qua. Tuy nhiên, thông tin từ Đài kêu sẽ có cơn bão số 11 trực tiếp đổ vào miền Trung vào trưa và chiều ngày hôm đó. Trung tâm cơn bão là thành phố Quy Nhơn. Lúc đó mới hơn 7 giờ sáng mà gió thổi rất mạnh. Sư phụ và mọi người nghe xong thì quyết định sáng hôm đó không đi phát quà và ở tại khách sạn tiếp tục tụng kinh, trì chú Đại Bi, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho cơn bão. Đại chúng công phu từ 8 đến 11 giờ sáng. Sau khi dùng cơm trưa xong, buổi chiều sư phụ có một thời thuyết pháp từ 3 giờ đến 5 giờ. Chiều hôm đó sư phụ khai thị về nhân quả, đặc biệt về nghiệp sát và quả báo của nó. Những lời giảng của sư phụ từ nơi công đức tu hành nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người, khiến mọi người ai nghe cũng đều cảm động và hoan hỷ. Sáng ngày kế tiếp, sau khi công phu khuya dùng cơm sáng xong,
đoàn có chương trình cúng trai tăng tại chùa Long Khánh, là chùa Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định. Sư phụ chỉ dạy, mỗi ngày đại chúng cố gắng công phu một thời khuya và khi đi đường ở trên xe, công phu thêm một thời trì chú Đại Bi. Mỗi ngày phải trì được 108 biến chú Đại Bi để hồi hướng cho thiên tai lũ lụt, hồi hướng cho người miền Trung được thoát khỏi tai nạn, cũng như siêu độ cho những người đã chết. Vì thế chúng tôi trên đường đi luôn mở tiếng sư phụ thu âm chú Đại Bi để cùng tụng theo xuyên suốt hành trình mỗi ngày. Khi chúng tôi đến chùa Long Khánh thì rất nhiều Phật tử ở đó hay tin sư phụ ra miền Trung nên văn tập về đây để gặp sư phụ. Quý Phật tử rất hoan hỷ khi thấy sư phụ. Họ cung kính cúng dường và xin chụp hình cùng sư phụ. Sư phụ tặng cho họ những phần quà như máy MP3, liễn vân vân. Vào lúc 11 giờ trưa, sư phụ và quý thầy vào thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Quan Lâm Trai Đường để chứng minh lễ trai tăng. Hôm đó có sự hiện diện của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự tỉnh Bình Định cùng Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni hơn 50 vị. Sư phụ cùng tăng chúng Tịnh Thất Quan Âm và quý Phật tử đảnh lễ đọc tác bạch và dâng cúng tịnh tài, phẩm vật cùng pháp bảo luận tạng vân vân. Sau khi dùng trưa xong, đoàn tiếp tục chuyến hành trình ra thành phố Đà Nẵng. Dọc hai bên quốc lộ của tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi là những cánh đồng canh tác lúa. Do ảnh hưởng của nước lũ từ các sông thượng nguồn đổ về, những cánh đồng lúa giờ đây chỉ còn là một biển nước mênh mông. Các hộ dân ở phía bên trong cũng bị cô lập, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Trên đường đi nhiều đoạn mưa tầm tã khiến lái xe rất khó khăn. Cuối cùng thì đến 7 giờ đêm, đoàn chúng tôi cũng đến Đà Nẵng. Chúng tôi ăn tối và nghỉ ngơi ở nhà Đại Đức Thích Thiện Thông. Rạng sáng hôm sau, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng sư phụ và quý thầy, quý chú vẫn thức dậy công phu lúc 4 giờ, trì chú Đại Bi lạy Bồ Tát Quán Thế Âm để hồi hướng cho bão lũ được sớm tiêu trừ. Sau khi dùng sáng xong, đoàn bắt đầu đi từ thiện ở huyện Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam. Quãng đường dài xa hun hút, có nhiều chỗ lầy lội do mưa bão kéo dài nên xe di chuyển rất khó khăn. Khu vực huyện Bắc Trà My chủ yếu là địa hình đồi núi, không phù hợp cho việc trồng các loại rau củ quả. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là trồng cây tràm để cung cấp nguyên liệu cho các xí nghiệp sản xuất giấy. Do ảnh hưởng của bão, nhiều đồi tràm bị gãy đổ hoặc ngã rạp về một phía, gây tổn thất về tài sản của nhiều hộ gia đình. Cảnh thương hải tan điền bất cập, dân miền Trung đầy ắp đau thương, sống trong những cảnh đoạn trường, đói cơm thiếu áo cứ vương suốt đời. Là khu vực vùng sâu vùng xa, cuộc sống sinh hoạt của người dân ở nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, về y tế và học đường vô cùng thiếu thốn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên đoàn phải thường xuyên đi trong mưa cho kịp thời gian phát quà. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm phát quà. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, đoàn xe từ từ tiến vào bên trong. Đây là trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ thuộc địa bàn xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My. Khi đoàn đến nơi, các em đang trong giờ học. Các thầy cô cho phép các em nghỉ tiết học để phụ giúp vận chuyển hàng vào bên trong. Sư phụ cùng chư tăng và các cô chú, mỗi người phụ một tay để phát quà cho các em. Chúng tôi phát cho các em áo ấm, chăn màn và dụng cụ học tập như tập vở, bút viết vân vân. Trên tinh thần của ít lòng nhiều, đoàn trao tặng cho các em những phần quà đơn sơ nhưng ý nghĩa. Trên gương mặt các em lộ rõ nét vui tươi. Chung tay quyên góp gần xa, giúp người hoạn nạn vượt qua ngặt nghèo. Cho dù vượt sóng trèo đèo, đỡ nâng chi kể hiểm nghèo tử sinh. Các em học sinh ở huyện Bắc Trà My đa phần là con em người dân tộc thiểu số. Các em phải đi bộ một quãng đường khá xa mới đến được lớp học này. Gặp thời tiết xấu như khi mưa bão thì các em phải nghỉ ở nhà. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Nhìn các em mà chúng tôi không khỏi ưu tư và thương cảm.
liệu các em có thể theo học các cấp học cao hơn để đổi đời, hay là học xong cấp 2 rồi, các em lại nghỉ học để phụ giúp gia đình trong cuộc sống mưu sinh? Tuy tương lai vẫn còn mờ mịt và cuộc sống vật chất vô cùng thiếu thốn, nhưng thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ vẫn cố gắng vượt khó và vươn lên để thực hiện tốt công việc dạy và học của mình. Do ảnh hưởng của bão, một số thầy cô trong trường có nhà cửa bị tốc mái, sư phụ có cuộc gặp gỡ trò chuyện và trao tặng cho các thầy cô có nhà cửa bị hư hại một số tiền để các thầy cô sửa sang lại nhà cửa. Dạ, Di Đà Phật kính thưa quý thầy Tịnh Thất Quan Âm cũng như thầy Thiện Thông ở ngoài Đà Nẵng. Hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, thầy từ ở trong thành phố Đà Lạt chung với quý thầy ra đây. Và hiện tại trời bên ngoài đang mưa, và từ sáng giờ đi cũng mất hết 3 tiếng đồng hồ trong thành phố Đà Nẵng chạy ra đây. Thì ra tới đây thấy trường rất là khang trang, là do một cái công ty gì đó hả? Dạ, Him Lam. Him Lam họ xây trường rất là khang trang, nhưng mà các em thì rất là nghèo, bây giờ khu này vùng sâu vùng xa lắm. Thì vậy cho nên thành ra hồi nãy giờ đó thì các thầy với một số quý Phật tử phát cho một em 5 cuốn vở, 5 cây viết, một cái áo, một cái mền, hay thêm một số củ quả để tặng cho các em. Tuy rằng thấy là nó ít, nhưng mà cái công sức quý thầy ở trong Tịnh Thất Quan Âm với Phật tử đóng góp rất là lớn. Bởi vì mua rau củ quả là chắc đêm trên xe cực, xe phải chạy ra tới Quy Nhơn, bão phải đứng lại. Cho quý vị thấy một cái gói quà tuy rằng đơn giản mà từ Lâm Đồng mang ra đây thiệt là kỳ công. Cái củ một đồng mà cái công một lượng mang ra tới vào đây, nhờ quý Phật tử tập trung để mà đưa chuyển cho tới trong này là cả một kỳ công. Trước nhất là tán thán cái công của quý Phật tử và của quý Phật tử đã bỏ ra mang tới nơi này. Cho nên mong rằng các cô nói lại các em là cái vấn đề này là một cái sự kỳ công, mà riêng bản thân thầy thì không có phải vận động đủ tiền mới đi, hoặc giả là đi xin, mà thầy tự bỏ tiền túi quỹ của chùa ra đi làm. Còn ai muốn đóng góp bao nhiêu đóng góp, chứ không phải là với tình trạng nghe bảo lục rồi quyên góp tiền nhiều mới đi, không có. Thầy đi một chuyến này thì gần như là một cái sự mà gian trung. Vô tới Bình Định thì bão nó vô Phú Yên quá lớn, ảnh hưởng Bình Định, cho nên phát quà đi tới tại nơi phát không được, phải gửi lại. Hôm qua đã nắng một chút rồi phải cúng dường trời tăng rồi ra tới đây, mà chuẩn bị ngày mai ra Huế mà ra cũng không được. Cho nên thành ra đến nơi này được trong ngày hôm nay, chưa bão vô là mình may mắn, mai thầy chạy về mất rồi. Vì vậy cho nên thành ra là các cô giáo phải hiểu cái đồng tiền và cái món quà là mồ hôi nước mắt Phật tử và công sức của thầy. Mà thầy thường thầy không có đi đâu, mấy năm nay thầy ở nhà, mà mỗi lần chùa thầy lễ lượt 500-700 người, nhưng mà không, thầy không có kêu gọi. Nhưng mà đợt này thầy kêu gọi họ, nhưng mà cũng không bao nhiêu, gần như là tiền quỹ của chùa thầy nuôi các cụ già đó, thầy chắc mốt thầy gom lại. Vì vậy cho nên thành ra nếu ai mà thí dụ như nãy cô này, cô nói cô sạc lỡ và mất hết số lượng cây tràm cả 100 triệu vay ngân hàng, nhưng mà trong thâm tâm thầy thì lúc này chỉ cho những người màn trời chiếu đất, là người tóc mái nhà đó thì thầy cho còn tài sản mình tiêu tan mình có thể làm lại được, nhưng mà nhà cửa không có chỗ ở đó thì thầy giúp là giúp cái chỗ này, giúp ngặt thôi, cho giúp cho cô trở lại cái tài sản giàu thì mình phải tự vươn lên. Vậy cho nên thành ra hôm nay thì thầy làm một đoạn video là cũng có một số quý Phật tử phát tâm hỗ trợ cho thầy. Thì bây giờ riêng các cô giáo ở đây là vô vùng sâu vùng xa là hy sinh đó, từ thành phố Đà Nẵng các nơi sung sướng mà hy sinh vô trong cái vùng sâu vùng xa để dạy cho các em. Thì những người mà bị mà tốc mái nhà thì những lúc trước thì thầy gửi cho cô Sương cũng tính ra 300-400 triệu để mà cô làm với cô Liên An. Thì hôm nay ưu tiên các cô giáo, thầy giáo hy sinh để mà vô vùng sâu vùng xa dạy cho các em, thì thầy cho một cái mái nhà 10 triệu như cô này nói, mình lập tạm lại đã ở thì 10 triệu được rồi ha. À, còn anh là cũng bị tóc mái nhà luôn hả? Có bị không? Hả? Tóc mái tôn lập lại 10 triệu đủ không? Dư hả? Thì thôi 5 triệu được, để cho người khác nữa nha. Còn cô là mấy triệu được? À, bể ngối thì rắp 5 triệu được.
Còn cô cái đó có bị gì không? Bên cô nhà cửa có bị gì không? Cô ảnh hả? Cô Á có bị gì? Nhà bị keo phải không? Keo cho 5 triệu không? Rồi rồi còn bên này cô bị gì? À, keo thì 5 triệu thôi. Còn cô bị nhà hả? Tóc hết mấy nhà thì một người 10 triệu với cô này 10 triệu với hai anh này 5 triệu. Với lại 4 món 5 triệu, 2 món 10 triệu soạn ra để gửi lại cho cô. Thực ra thì cái chuyến đi này của thầy thì gần như là những người mạnh thường quân họ hỗ trợ rải rác khắp từ miền Huế rồi Quảng Trị đó, họ làm cũng nhiều quá rồi. Vì vậy cho nên thầy bỏ tiền chùa là chính á. Tiền chùa của thầy á là thầy nuôi các cụ già chắc cũng không phải dư giả gì nhiều lắm. Mà nghe vậy thì thành ra thầy mới ra đây thầy giúp cho mọi người để mà biết được cái tấm lòng của thầy như vậy thôi nha. Thành ra thì hôm nay thì thôi vậy thì thầy tặng cho các em học sinh mà cô giáo không có gì thì cũng kỳ, nhưng mà các cô giáo được may mắn không có bị nhà tóc học nó yên ổn thì thôi cũng để dành cho người khác ha. Thì đó, nhiều người bây giờ bên Phú Yên họ quá chừng màn trời chiếu đất luôn. Thì thầy nói sơ với mấy chị em hiểu cái nguyên nhân ở chỗ này để mà mình biết cái nguyên nhân của nó. Thì cái nguyên nhân mà bão lũ lụt này để mà xảy ra mà hàng năm mà thường xuyên ở miền Trung cũng như vùng biển đó, thì nó có cái nguyên nhân của nó là mà khó có thể thay đổi được, đó là cái việc bắt những loài súc vật ở dưới lòng biển á, cá, cơ, tôm, cua đó. Cái đó là một cái vấn đề gây ảnh hưởng đến những cái đợt sóng và những cái việc mà nước lũ dâng lên. Đây là một cái lời Phật dạy, đó là sát hại sinh linh dưới lòng biển á, nó có cái quả báo. Nhưng mà mình không sát hại nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng về cái việc những người sát hại như vậy. Thấy không ạ? Cho đó không phải nó bỗng không. Cho nên thành ra thì thôi thì hôm nay thì thầy đến trường học tạo điều kiện cho thầy để phát trực tiếp cho các em thì thầy rất là vui. Bây giờ thì thầy sẽ tặng một ít tiền để về để mà lợp mái nhà đồ lại đó, để mà tạm sống ha. Thì thôi, chứ thầy phiên soạn xong chưa? Mang vào trong này để tặng cho mọi người luôn ha. Còn cô giáo, hiệu trưởng nhà cửa làm sao? Dạ, thấy là để cho các cô thầy có tâm tư, có đâu lời cảm ơn. À dạ hả? Dạ, kính thưa thầy cũng như toàn đoàn thiện nguyện. Con là giáo viên thiệt hại vừa trong cơn bão số 9 vừa qua. Thì con xin thay mặt cho tất cả những giáo viên được nhận xuất quà chia sẻ từ đoàn thiện nguyện. Con xin trước tiên là con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn đoàn thiện nguyện của mình và thay mặt cho 203 học sinh tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ đã nhận được những tấm lòng cũng như cái xuất quà quan tâm từ những chiếc áo ấm, chiếc mền và những cái bút vỡ quan tâm đến các em. Và đối với một số giáo viên được con được nhận cái xuất quà hỗ trợ từ cơn bão số 9, đó là đối với bác nhân con, đó là nhà bị tốc mái và bay hết đồng tay và cũng như là dây phong điện trong nhà, và cũng được hỗ trợ xuất quà là 10 triệu. Thì con xin cảm ơn đến tất cả đoàn thiện nguyện cũng như là chúc cho đoàn thiện nguyện của mình bình an và sức khỏe để cống hiến được cho đời những cái chia sẻ những khó khăn đối với đời. Con xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn thầy. Bây giờ thầy gửi cho hai người 10 triệu mà gia đình bị tốc hết mái nhà đó, đứng ở chính giữa nè. Cô xin nhận 5 triệu. Hả? 5 triệu hả? Rồi. Cô này là nặng nè, 10 triệu hả? Rồi, con thấy số 10 rồi 5. Cô này nhà cũng nặng mà có nhận 5 triệu thôi, còn để dành cho người khác. Phiên ơi, lục cái này ra thành 5 lại, cô này con lấy cái 5 triệu. Nè anh. Anh kia cũng thầy giáo luôn hả? 5 triệu. Rồi. Hai người bên kia nữa. Rồi. Thầy đến đây thì thực sự thấy cô Sương cũng như một số cô Liên An, quý Phật tử, nhất là cô Bích từ Hà Nội bay vào trong này. Mới hồi tối hôm qua giờ đi chung với đoàn và tất cả các đoàn của mình coi như là thực tế trực tiếp đến để tặng quà cho các em và các cô giáo cũng bị cái hoàn cảnh khó khăn. Phải đi ngang qua, thấy nước ngập cây đổ kinh khủng quá trong cái vùng này.
Cho nên thành ra đây là một cái thiên tai mà lũ chồng lũ, bão chồng bão, kinh khủng quá. Thành ra các cô giáo, thầy có cái lời tâm tình để gửi gắm á. Thì những cái con vật mà mình sát hại nó đó, bữa nay mình sẽ thay đổi lại bằng cách là mình ăn rau củ. Những con vật mà nhỏ dài thôn quê mình hay bắt nó mình giết á, nhất là mấy anh thầy giáo này hay nhậu nè, phải không? Anh thầy giáo nhất là đừng có nhậu rồi giết con này con nọ đó, trong nhà xui xẻo lắm. Cái này thầy nói thiệt á, thật lòng mà, nhớ nghe. Các cô giáo đó có mua thì ra chợ mua, cái này thầy dặn chân tình, đừng có giết hại những cái con thú trong nhà của mình, trong nhà xui xẻo lắm đó. Cũng một cái vùng bão đi qua mà có nhà trúng cái nhà không trúng đó, đó là cái nhà mình nó bị xui xẻo đó. Đừng có giết con này con nọ, nó ham sống sợ chết, nó cũng là một sinh vật đó. Kinh Phật nói khi con người nó tạo nghiệp xấu ác, nó làm súc vật đó. À, cái đó là cái căn bản, đừng có giết loài súc vật nữa, ăn rau cỏ đồ nhiều. Như thầy mấy chục năm thầy ăn rau củ không mà thầy khỏe, thực sự vậy nha. Anh thầy giáo có hay nhậu không? Hay nhậu hả? Có hay nhậu không? Thỉnh thoảng bớt nhậu lại nha. Rồi, thôi được rồi. Trước khi ra về, chúng tôi có chụp hình lưu niệm với các em học sinh trong trường. Khung cảnh thật là đông vui và nhộn nhịp. Rời trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, đoàn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cũng trên địa bàn xã Trà Giang, chúng tôi ghé thăm một ngôi chùa có tên trùng với địa danh của huyện, đó là chùa Bắc Trà My. Thầy trụ trì ra tiếp đón đoàn chúng tôi rất niềm nở. Ngôi chùa bằng tôn rất đơn sơ, bên trong chánh điện rộng rãi và thoáng mát, là nơi thực hiện thời khóa công phu hàng ngày của các Phật tử vùng lân cận, dưới sự hướng dẫn của thầy trụ trì. Ngôi chùa với khuôn viên rộng 3 hecta, chủ yếu là đất đồi dốc cao, xung quanh có nhiều cây xanh, khiến cho quang cảnh thêm mát mẻ và sinh động. Đặc biệt là có bức tượng Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên cao khoảng 3 mét, làm tăng thêm dáng vẻ trang nghiêm của ngôi chùa. Tính luôn ngôi chùa này, khu vực huyện Bắc Trà My chỉ có 2 ngôi chùa mà thôi. Còn khu vực huyện Nam Trà My tiếp giáp với tỉnh Kon Tum vẫn chưa có ngôi chùa nào, cho thấy đời sống tâm linh của người dân ở các huyện Trà My vô cùng thiếu thốn. Chúng tôi có một buổi cơm trưa thanh đạm tại ngôi chùa này. Sau đó sư phụ có cúng dường cho thầy trụ trì một ít tịnh tài để thầy làm công việc Phật sự. Ngoài ra các Phật tử đến làm công quả cũng được tặng máy nghe Pháp. Ai nấy đều vui mừng hớn hở. Chúng tôi chụp hình lưu niệm rồi từ giã ngôi chùa Bắc Trà My để tiếp tục cuộc hành trình. Trước khi rời đi, chúng tôi cúng dường cho chùa một ít rau củ, gạo và mì gói. Đoàn xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh trên con đường miền quê. Hai bên đường đi rừng tràm mọc xanh mướt. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy người dân thu hoạch tràm. Gỗ tràm được cắt thành từng đoạn và tuốt vỏ đi, chỉ còn lại lõi gỗ màu trắng bên trong. Gỗ tràm là nguồn thu nhập chính của người dân vùng này. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi nhìn thấy vài ngôi nhà bị tốc mái hoặc bị sập hoàn toàn do mưa bão, chỉ còn lại một đống hoang tàn với cây gỗ và mái tôn nằm ngổn ngang. Dọc theo con đường, đôi khi có vào điểm sạt lở, đất ở trên đồi tuôn xuống che lấp một phần lối đi, đôi khi che lấp hoàn toàn, gây ra ách tắc giao thông. Địa bàn các huyện Trà My là nơi thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở như vậy, có nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây thương vong cho rất nhiều người. Nhìn thấy cảnh xót xa não nuột, bị nhận chìm gan ruột quặn đau, chung tay khắc phục mau mau, cùng chung nồi giống trước sau vẹn tình. Đoàn lại đến một địa điểm từ thiện khác, đó là trường tiểu học Trần Phú thuộc địa bàn xã Trà Nốt, huyện Bắc Trà My. Quý thầy và các chú cùng nhau tập kết hàng hóa vào bên trong. Khi chúng tôi đến thăm, các em được nghỉ tiết học và đứng dọc hành lang để chờ chúng tôi phát quà. Mỗi người một tay lần lượt phát áo ấm, tập vở, bút viết và chăn màn cho các em. Các em học từ lớp 1 đến lớp 5 với dáng người nhỏ nhắn, nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò và nở những nụ cười rất hồn nhiên. Chúng tôi bắt nhịp và sướng lên câu Phật hiệu. Toàn bộ các em đều niệm theo. Bây giờ các con niệm theo chú nha. Nam mô A Di
Khuôn viên trường học vang rền câu Phật hiệu, tiếng niệm Phật du dương trầm bổng ấm áp đã phá tan đi không khí lạnh lẽo của mưa bão núi rừng. Vì khoảng cách từ nhà đến trường là khá xa, nên một số em học sinh phải học bán trú để thuận tiện cho việc ba mẹ đưa rước. Đoàn gửi tặng nhà trường một ít rau củ, gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm khác để cải thiện bữa ăn cho các em. Một số các giáo viên và công nhân viên trong trường có nhà bị tốc mái cũng được hỗ trợ một số tiền để sửa sang lại nhà cửa. Chúng tôi chia sẻ một phần nào nhỏ bé về mặt vật chất để làm vơi đi nỗi khổ của bà con do thiên tai gây ra. Giả từ trường tiểu học Trần Phú, chúng tôi cắt bước ra về, các em dõi theo chúng tôi với ánh nhìn lưu luyến. Cơn mưa lũ ngập đầy nhà cửa, bao phận người nương tựa vào đâu? Kiếp nghèo đã nặng nỗi sầu, lại thêm thảm họa lún sâu đói nghèo. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh trên con đường xa xôi khuất nẻo. Trên đường đi, chúng tôi cứ miên man suy nghĩ về đời sống của người dân vùng sâu nói chung và cuộc sống tương lai của các em học sinh nói riêng. Cuộc sống của bà con nơi đây vốn đã cơ cực bần hàn, lại còn bị thiên tai ập xuống, khiến cho cuộc sống của người dân nghèo càng thêm khốn khó. Dẫu biết nghiệp lực của mỗi người mỗi khác, nhưng đứng trước cảnh khổ của đồng bào và đồng loại, làm sao chúng ta không khỏi động lòng trắc ẩn. Tạm biệt vùng đất Trà My thân thương, hy vọng một ngày không xa, vùng quê nghèo này đời sống được cải thiện, để cho bà con nơi đây bớt khổ. Cầu trời đất hãy thôi mưa lũ, để miền Trung có đủ ấm no, lòng người vơi bớt âu lo, nắng hòa mưa thuận ban cho an lành. Chúng tôi trở về lại Đà Nẵng để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau như thường lệ công phu khuya trì chú Đại Bi và lạy Bồ Tát Quán Thế Âm để hồi hướng cho miền Trung. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi cho quý Phật tử để chuẩn bị nghe sư phụ thuyết giảng tại nhà của Đại Đức Thích Thiện Thông. Các Phật tử ở Đà Nẵng đến tham dự buổi thuyết giảng rất đông, ngồi chật kín cả nhà, đặc biệt là có khoảng 20 người khiếm thị. Đại diện cho nhóm 200 người khiếm thị ở gần đó cũng vào đây nghe thuyết giảng. Trong suốt buổi giảng, mọi người chăm chú lắng nghe từng lời pháp vàng ngọc của sư phụ. Đại chúng lắng nghe trong khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh. Cuối buổi giảng, sư phụ trả lời những thắc mắc của Phật tử, khiến mọi người ai nấy đều hoan hỷ. Sau buổi thuyết giảng, chúng tôi tặng 200 phần quà tịnh tài cho đại diện những người khiếm thị và tặng quà cho các Phật tử đến tham dự, sau đó là thực hiện nghi thức phóng sanh. Đến buổi trưa, Đại Đức Thích Thiện Thông thay mặt gia đình đọc lời tác bạch cúng dường trai tăng. Sau đó sư phụ đáp từ và chú nguyện cho đồng bào miền Trung, cũng như cầu nguyện cho tất cả các vị hương linh được tóc xả mê đồ, siêu sanh cực lạc. Buổi trai tăng đã diễn ra trong không khí thanh tịnh và trang nghiêm, ai nấy đều hoan hỷ. Sau khi thọ trai xong, đáng lẽ đoàn tiếp tục hành trình ra Huế để cứu trợ cho người dân, cũng như cúng trai tăng tại chùa Thiên Minh và cúng trai đàn chẳng tế siêu độ cho các đồng bào chết vì bão lũ. Nhưng vừa nhận được tin Huế đang bị ngập lụt và bão số 13 đang đổ vào, tất cả người dân không được ra khỏi nhà. Vì thế chuyến đi miền Trung của chúng tôi buộc phải dừng lại. Trưa hôm đó đoàn chúng tôi quay trở lại tỉnh Thất Quan Âm. Chuyến đi kéo dài gần một tuần, nhưng cảm giác thời gian trôi qua thật là nhanh, đã để lại cho chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Ôi, nói bao nhiêu cũng không hết nỗi đau của dân miền Trung, của cả nước trong mùa lũ năm nay. Đại dịch Covid-19 chưa tan, thiên tai lại đè lên triệu nặng đôi vai miền Trung. Nhiều gia đình trắng tay sau bao làm lụng chắc chiêu dành dụm. Miền Trung lũ lụt cự đương, màn trời chiếu nước tan thương khổ sầu. Người thân ly tán mất nhau, cửa nhà tan nát biển dâu khó lường. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng đắn với đồng bào ta trong thực trạng người dân miền Trung đang phải đối mặt với bão lũ.
có nhiều tấm gương người tốt việc tốt đã không ngại khó khăn lao vào tâm lũ để cứu trợ đồng bào miền Trung, cũng như đứng ra quyên góp được số tiền lớn để giúp đỡ người gặp nạn. Người dân cả nước đau xót và hướng về miền Trung, ủng hộ về cả vật chất và tinh thần để giúp họ vượt qua khó khăn, nổi lên tinh thần tương thân tương ái của đồng bào ta. Nhiều xe chuyên dụng chở lương thực từ khắp các miền tổ quốc hướng về miền Trung để tiếp tế người dân. Ngắm nhìn khung cảnh thê lương, lòng càng quặn thắt xót thương không cùng. Những khi giông gió bão bùng, tấm lòng nhân ái không ngừng nở hoa. Miền Trung những ngày bão lũ dữ dội này là minh chứng đẹp đẽ cho tình người đất Việt. Cả nước bên miền Trung vì cả nước vững lòng trụ vững trong hoạn nạn. Khi chúng ta sở hữu được tình yêu lớn lao, sẽ đủ sức lực, đủ trí tuệ để vượt qua gian khó dù nó lớn đến mấy. Bão đến rồi bão phải đi, lũ tới rồi lũ phải rút. Chỉ còn tình người ở lại như một dẫn dụ về sức mạnh to lớn của sự đoàn kết dân tộc, không có gì có thể phá vỡ nổi. Với bao tấm lòng son chia sẻ, mong miền Trung mạnh mẽ vươn lên, ấm no mong được vững bền, từ trong nghèo đói đứng lên tuyệt vời. Trong văn sao Tổ sư Ấn Quang khai thị, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Sợ nhân sẽ chẳng gây nhân ác, nào có quả ác. Sợ quả thì nhân ác đã chín, khó tránh quả ác. Khi quả báo đến, khi thảm cảnh xảy ra, tan nhà mất của, tử biệt sinh ly, chúng ta dẫu sanh lòng sợ hãi, trọn chẳng ít gì. Sao bằng sửa lỗi hướng thiện để tiêu nghiệp cũ, gieo phước cho tương lai. Năm nay bão lũ đã gây ra những hậu quả đau thương cho con người miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Những bi quan đau khổ không làm cho thời gian quay trở lại và làm giảm nhẹ thiên tai. Chính vì vậy, chúng ta cần phải lạc quan hơn nữa để vượt qua giai đoạn này. Đồng thời chúng ta cũng cần tương trợ lẫn nhau để những mảnh đời bớt khó khăn hơn, đúng với tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Từ đây về sau, chúng ta nên noi theo chư cổ đức, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, kiên giết cứu mạng, phát tâm ăn chay, niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận phước sanh, cuộc sống sẽ an ổn, vạn sự sẽ được kiết tường như ý. Mong trời đừng có phong ba, người người hạnh phúc, nhà nhà bình yên. Cầu mong cho khắp mọi miền ấm no đầy đủ, muộn phiền sớm qua. Xin chúc cho miền Trung thương mến, từ đây về sau mưa thuận gió hòa, người dân ấm no, cuộc sống an lạc, không còn bị khổ đau của thiên tai nhân họa. Xin chào và hẹn gặp lại. Nam Mô A Di Đà Phật.